Thưa quý vị, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra ngay trên đường dẫn lên nhà ga hành khách T1 Cảng hàng không quốc tế Nội Bài vào ngày 17 tháng 11, khiến cho hai phụ nữ thiệt mạng. Vào khoảng 8 giờ 5 phút trên đường cao tốc Nhật Tân Nội Bài, có hai phụ nữ và một trẻ em đều không đội mũ bảo hiểm ngồi trên xe máy đi với tốc độ cao vào làn của ô tô. Theo hướng về khu vực sân bay, xe máy đi vào lối dẫn lên nhà ga hành khách T1, đến vòng cua thì xảy ra tai nạn khiến cho cả 3 người bị văng xuống đường. Tại hiện trường ngay lúc đó thì chiếc xe máy nằm cách các nạn nhân tới 15m. Theo cán bộ an ninh của sân bay Nội Bài, lối mà người phụ nữ lái xe lên là khu vực cấm xe máy chỉ dành cho ô tô.